Có chứ con trai, cho ba nghe tiếng gầm của con nào <cười> <cười> Nào, anh em đàm đâu, cấm trại ở đây đi nào Đây quả là <laughs> một nơi tuyệt vời Sẽ chẳng có tiếng gầm sư tử nào nếu có đàm trong họng Nhưng may là mình đã có giải pháp Sự tích tụ đàm có thể gây tắc nghẽn và ho Sử dụng ACC200 để làm giảm độ quánh của đàm Giảm tiết nhầy đường thở <laughs> ACC hai trăm mỗi gói ba gram một pha dung dịch uống chứa hai trăm miligam chỉ định tiêu nhầy trong các bệnh phế quản phổi cấp và mãn tính kèm theo tăng tiết chất nhầy chống chỉ định mẫn cảm với acid hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc không dùng thuốc cho trẻ em dưới hai tuổi đang bị viêm rác dạ dày điều kiện việc sử dụng trước khi dùng